Sau khi sinh con, hầu như bà mẹ nào cũng bị rụng tóc. Tóc rụng sau sinh là do sự thay đổi nội tiết tố trước và sau khi sinh con. Tuy nhiên, có những mẹ bị rụng rất nhiều, ảnh hưởng đến sự tự tin trong cuộc sống hàng ngày. Hãy cùng tham khảo ngay 6 cách dưới đây để cải thiện tình trạng này nhé. 1. Giảm căng thẳng lo lắng. Rụng tóc sau sinh còn được biết đến với một tên gọi khác là rụng tóc kiểu TE. Đây là một triệu chứng bình thường và sẽ không khiến bạn bị hói. Bên cạnh đó, những người căng thẳng cũng thường hay bị rụng tóc nhiều. Chính vì vậy, nếu bạn cứ tiếp tục lo nghĩ về mái tóc của mình thì không những không giúp được gì mà còn khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn. 2. Không búi hay buộc tóc quá chặt Buộc tóc quá chặt trong thời gian dài sẽ khiến những sợi tóc bị kéo căng ra và làm cho các năng tóc bị kéo liên tục. Điều này vô tình khiến các năng tóc bị suy yếu dần, tóc mới mọc ra dần nhỏ hơn và mịn hơn, làm cho tóc dễ bị rụng. 3. Thực hiện chế độ ăn giàu dinh dưỡng. Nếu để ý, bạn sẽ thấy trong thời gian mang thai, việc thực hiện chế độ ăn giàu dinh dưỡng đã giúp da và tóc của bạn phát triển khỏe mạnh. Sau so và các loại hạt không chỉ có lợi cho sức khỏe mà còn chứa nhiều chất chống oxy hóa và flavonoid giúp bảo vệ năng lông. Bên cạnh đó, những thực phẩm này còn giúp tăng cường sự phát triển của tóc. Sau đó bạn cần duy trì chế độ ăn giàu dinh dưỡng sau sinh để cơ thể có đầy đủ và các dưỡng chất thiết yếu giúp da và tóc khỏe mạnh. Những thực phẩm có thể làm tăng sức khỏe của tóc bao gồm các loại rau xanh đậm, cung cấp sắt và vitamin C, khoai lang và cà rốt, cung cấp beta carotene trứng, cung cấp vitamin D và cá, cung cấp omega-3 và magie. 4. Chăm sóc tóc đúng cách Tóc của phụ nữ mới sinh cực kỳ nhạy cảm, bị dụng tóc sau sinh phải làm sao? Lúc này bạn cần phải nhẹ nhàng hơn khi chải tóc hay gội đầu để giảm dụng tóc sau sinh. Ngoài ra, bạn nên chọn loại dầu gội với thành phần dịu nhẹ và sử dụng thêm dầu xả bạn chỉ cần gội đầu khoảng 2 lần mỗi tuần là đủ. Nếu có thể, hãy hong khô tóc một cách tự nhiên thay vì dùng máy sấy. Nếu có điều kiện, bạn cũng có thể tìm mua các loại sản phẩm tạo kiểu tóc tại các tiệm làm tóc hoặc nhà thuốc để làm cho mái tóc trông dày hơn khi đi ra ngoài. Bên cạnh đó, tránh việc thường xuyên sử dụng máy sấy, máy uốn, ruỗi cũng như là sử dụng hóa chất sẽ khiến tình trạng dụng tóc nghiêm trọng hơn. 5. Sử dụng chế phẩm bổ sung và vitamin Đôi khi những thực phẩm mà bạn ăn không cung cấp đầy đủ tất cả các khoáng chất và vitamin cần thiết mà cơ thể cần. Sau đó, bạn hãy hỏi ý kiến bác sĩ về việc bổ sung thêm một số vitamin và khoáng chất như vitamin B, E, C, kẽm và biotin. Điều này sẽ thúc đẩy sự phát triển của tóc và ngăn ngừa tóc dụng quá nhiều. 6. Cắt tóc ngắn nếu đã quá ngăn ngẩm khi nhìn thấy tóc dụng trên sàn sau khi gội đầu hay chảy tóc, hãy nghĩ đến việc thử một kiểu tóc ngắn. Với kiểu tóc ngắn, tình trạng dụng tóc sau so sinh sẽ giảm đi đáng kể bạn có thể chọn kiểu cắt bóp hoặc cắt tóc tầng để khiến tóc trông dày hơn. Tóc dụng nhiều sau so sinh là điều rất bình thường, bạn không cần quá lo lắng. Việc duy trì chế độ ăn uống thích hợp kết hợp với uống bổ sung vitamin đầy đủ cùng với việc tập thể dục sau so sinh, mái tóc của bạn sẽ trở lại bình thường chỉ sau một năm.